Ocarina. Bắt đầu từ hôm nay, người chơi có thể đăng nhập Free Fire để chơi vòng quay Tết. Trúng quà cực dễ bằng cách đăng nhập mỗi ngày, nhận một lượt quay miễn phí. Quay mỗi ngày, cứ quay là trúng. Ngoài ra, người chơi có thể mua lượt quay bằng kim cương, giới hạn 5 lượt một ngày. Quay mỗi ngày, cứ quay là trúng. Đặc biệt từ mùng 1 Tết, vòng quay sẽ thêm 4 quà độc đắc cực kỳ giá trị. Bao gồm xe máy Wave RSX FI 110cc, tai nghe Sony Extra Bass, áo Tết kỷ hợi nam, quần Tết kỷ hợi nam. Chần chờ gì nữa, chơi Tết Free Fire nút quà cực khoái nào anh em.